Xin chào các bác, quay trở lại với kênh Cây Giống và Dược Liệu Tâm Đảo của tôi là Hải. Hôm nay sẽ là một video ngắn để giúp cho các bác, đối với những bác mà yêu thích cây cảnh quan để trồng trong gia đình, và cũng mục đích thứ hai là cũng có thể phát triển kinh tế sau này nữa. Đó, và chúng ta có cái diện tích đất nó nhỏ nhỏ, hoặc là chúng ta muốn trồng trước cửa nhà, sân vườn một vài cây. Thứ nhất là vừa đẹp, vừa có cảnh quan đẹp, lại vừa có thể vài chục năm sau có thể thu hoạch gỗ, thì lựa chọn ở video hôm nay mang đến cho mọi người chính là cây giống Bách Xanh. Đây là một giống cây giúp cho mọi người có thể thỏa mãn được hai cái nhu cầu chính của mọi người. Thứ nhất là về cảnh quan, thứ hai là về có thể thu hoạch gỗ sau này. Và giá trị gỗ sau này của nó thì lại là một cái gì đấy nó hứa hẹn là mang lại một cái giá trị gỗ kinh tế cực kỳ cao, nếu mà chúng ta có thể để đến hàng 30 năm, 20 năm đến 30 năm. Về bản chất thì phải đến tầm đó thì mới có thể thu hoạch được chất lượng gỗ của cái Bách Xanh. Bách Xanh không phải một loại gỗ ngắn hạn, chúng ta phải mất từ khoảng 20 năm trở đi ít nhất thì mới có thể thu hoạch được. Về cách chăm sóc của Bách Xanh thì bản chất nó là một loại cây sống rất là khỏe và dẻo dai, nó tượng trưng cho cái sự trường tồn mà nó rất là khỏe và nó không cần quá chăm sóc kỹ càng như một số loại cây lâm nghiệp khác, cũng như một số loại cây ví dụ như là cây ăn quả chăm sóc nó khó hơn là cây Bách Xanh này. Và Bách Xanh hiện tại thì đơn vị chúng tôi đang ở thời điểm rất là đẹp như thế này, đang là quá trình nó phát triển rất là tốt. Mọi người có thể thấy hai cây bên cạnh tôi đây chiều cao đang phát triển là ít nhất là 60 cm đến 70 cm, đây hai gang, ba gang, hơn ba gang tay, là ba gang tay của tôi, hơn ba gang tay tôi phải dơ khoảng 70 cm như thế này, và tán đang rất là nhiều này. Đó. Và đơn vị cây giống và dược liệu Tâm Đảo của tôi hiện tại là một trong những đơn vị hiếm hoi mà đang phát triển cây giống Bách Xanh như thế này. Và nếu mọi người mà muốn tìm mua cây giống Bách Xanh như này hiện tại rất là khó, và thường sẽ phải bỏ ra một số tiền rất là lớn để chúng ta có thể mua được một cây giống Bách Xanh. Bởi thì ví dụ có những đơn vị cây cảnh ấy, người ta nhập về, người ta từ nhập từ những vườn, ví dụ có rất nhiều đơn vị người ta nhập của vườn tôi, người ta mua về, người ta sang chậu to, người ta làm thành những cây cảnh, cây bonsai ở cây cảnh, vào chậu tán nó mọc ra để một đẹp đẹp một chút. Bởi bản chất thì khi nó để thưa ra thì nó sẽ có cái đủ khoảng cách để mọc tán ra như này, còn khi mà tôi để ở trong luống như này thì nó sẽ bị chen chúc nhau và cái tán nó chưa phát triển tốt được. Ở đây thì nó đang rất ra rất nhiều tán như này rồi. Đó, một cái là nó bị chen chúc nhau là cái tán nó chưa nở ra được như này, chưa xòe ra được, thì khi về người ta sang bầu to, người ta bán thậm chí lên hàng triệu bạc, vài trăm nghìn đến một triệu cho một cái cây Bách Xanh như thế này, cao 6-7 phân như thế này, chúng ta bỏ ra một số tiền quá là lớn. Đó, thì chúng ta, nếu các bác mà yêu thích cây thì chúng ta có thể mua tận vườn như này, chúng ta mua được cái giá hợp lý nhất và giá rẻ nhất, giá phát triển kinh tế Bách Xanh. Về Bách Xanh thì nó là một loại dòng gỗ thơm, dòng gỗ rất là thơm, nó nằm trong top hàng đầu gỗ thơm hiện nay, và nó chỉ đứng sau mỗi là hoàng đàn tuyết Lạng Sơn, và đứng sau ngọc an Hà Giang. Còn đâu thì nó là một loại gỗ hàng đầu về gỗ thơm, bởi bản chất tinh dầu nó rất là nhiều, và sau này thì người ta sử dụng làm những hương liệu, hương nhang người ta làm nhiều lắm, và tinh dầu nước hoa nó làm, bởi bản chất gỗ nó thơm nên người ta làm ra rất là nhiều thứ, và kể cả làm những đồ sản phẩm thủ công mỹ nghệ sau này nó cũng có những cái mùi hương, và giới có tiền thì người ta rất là thích dùng những cái đồ như thế, kể cả những người người ta sản xuất gỗ thì người ta cũng rất thích thu mua và tìm những cái chất lượng cây gỗ Bách Xanh như thế này. Đây mọi người thấy đằng sau tôi đây là rất nhiều cây Bách Xanh khác nữa. Vừa rồi chúng tôi cũng cung ứng trong năm 2023 cũng cung ứng rất là nhiều số lượng cho các bác phát triển ở những tỉnh thành. Tuy nhiên thì năm 2024 năm nay thì cũng vẫn còn số lượng tương đối để cung cấp cho các bác. Chúng ta có nhu cầu thì các bác liên hệ trực tiếp cho tôi để mua được cái Bách Xanh. Bầu đây chúng tôi đảm bảo làm bầu to hết, bầu bát như này, thân dễ khỏe đây, dễ cực kỳ khỏe rồi. Người trồng thoải mái và thân nó to như này rồi, nó đang ở phần dưới này nó đang phát triển mạnh quá, là những cái phần vỏ ngoài đang bong ra. Đó, nó phát triển rất là tốt. Thì mọi nhu cầu chi tiết mọi người cần mua cây giống Bách Xanh này thì liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại tôi tính kèm bên dưới video. Hôm nay chia sẻ một video ngắn này, chúng ta nắm bắt được về hiện trạng cây giống Bách Xanh phát triển như nào, chúng ta có thể lựa chọn được một đơn vị mua cây giống Bách Xanh đảm bảo uy tín nhất và cây giống có chất lượng. Thì cảm ơn mọi người theo dõi video ngắn này của tôi, và hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của tôi phát triển hơn, cũng như là kịp thời theo dõi những video tôi hàng ngày chia sẻ về những cây giống khác nữa. Cảm ơn mọi người, xin chào.